Anh ơi, cái mic anh hay đeo ở trên cổ nói chuyện là mic gì đấy? Nhà anh có micro phỏng vấn hai người không? Ok, để giải thích về vấn đề này thì hôm nay thì anh đã để hai cái micro ở đây. Một con là model là SK750. Đây, SK750. Thì cái con này là nó có hai micro, là một cái gắn vào đây này và một cái gắn vào điện thoại này. Đấy. Thứ hai là một con này là hai mic để cho các bạn này phỏng vấn này, YouTube này. Đấy, làm vlog này, hai người phóng sự với nhau. Hai người phóng sự với nhau. Ví dụ thôi, bây giờ anh đang nói chuyện ở đây, mình đang nói chuyện ở đây và bác này muốn nói chuyện thì làm thế nào? Thì mình nói thì là ở trong điện thoại nghe thấy, nhưng bác này nói thì lại không nghe thấy, tại vì cái sức âm khoảng 20-30 mét thì nó sẽ bị ngăn cản lại. Đấy là micro phỏng vấn. Và cái micro này nó thích hợp được pin, sử dụng được 3-4 tiếng đồng hồ và nó kèm hai mic như thế này. Thì bây giờ mình sẽ làm video dẫn chứng cụ thể. Và con này ấy, lắp ráp cực kỳ đơn giản. Đây, mời anh, đây mình sẽ chỉ luôn cho các bạn là cái con video hai mic này nó như thế nào. Đầu tiên ấy là nó bắt sóng từ xa rất là tốt, khoảng 3-40 mét. Đây, con này thương hiệu MT Bắc. Thứ hai là nó có hệ thống luôn cả lọc âm. Đây, lọc âm cho anh em, mình sẽ bỏ cái bút xốp cho anh em nhìn rõ nhá. Đây, cái này là một đầu thu này, đấy, và hai miếng lọc âm như thế này. Bên trong lọc âm lọc gió rất là tốt, khi mà có gió các bạn nói chuyện thì vẫn là ok. Đấy, bên trong thì nó có dây kết nối đầy đủ cho các bạn mua về chỉ việc sùng dài thôi và sử dụng là sạc trực tiếp luôn. Thời gian liên tục, nếu mà các bạn phỏng vấn cho mình nhá, liên tục 5 giờ mình nghĩ là thoải mái. Bắt mic thì 20-30 mét vô tư. Đấy, nói hay. Và cái này nó có cái hệ trộ, cái mà mình thích nhất là lọc ồn thì cực kỳ tốt. Tuy rằng là để mà có hai micro này, nếu mà hàng chuẩn của nó ấy, thì khoảng 5-7 quả. Nói thì nói tài chính là 5-7 quả, nhưng con này nó chỉ khoảng đôi quả thôi, không đến đôi quả, đây hơn một quả là đã có rồi. Thế bây giờ thì giá thì cực kỳ là sinh viên. Thế bây giờ mình sẽ test thử hai người một phỏng vấn, thì mình sẽ nhờ một anh chuyên gia kỹ thuật ở bên mình đứng ở đây. Xin mời anh Nghĩa vào cuộc đây. Bây giờ mình sẽ lắp ráp trực tiếp cho các bạn xem, và hai anh em mình sẽ đi trải nghiệm từ đây ra kia xem là chất lượng âm thanh khi mà mình nói như này có bị thay đổi hay không. Ok, bây giờ là mình hướng dẫn cách lắp đặt nhé. Đầu tiên là mình cắm cái đầu thu trước này. Đấy, cắm đầu thu rất là đơn giản thôi, mình cắm cái dây điện thoại vào. Ai sử dụng điện thoại thì sử dụng điện thoại, mà ai sử dụng camera thì sử dụng camera. Đấy, cắm vào luôn, rất là dễ. Đấy, đầu còn lại thì mình cắm cái điện thoại đang quay. Thứ hai là hai cái mic này bật nguồn lên các bạn này. Nó có bông lọc ở đây này. Đấy, các bạn nào muốn cắm bông lọc vào gắn vào thì gắn, mà không thì thôi, ở đây nó có một cái hấu tròn như thế này, mình cắm vào đây là sử dụng được. Mình thì mình không sử dụng hiện tại, mình bật nguồn để cho các bạn dễ nhìn dung nhá. Mình bật nguồn lên như thế này và đèn nó sáng là hai đèn. Đấy, đơn giản thôi. Việc còn lại là mình đây bật lốt cái này lên, còn lại là kẹp vào cổ áo. Đây, đây có anh Nghĩa chuyên gia kỹ thuật đây, mình cài vào cho nó đẹp trai. Đấy, cho anh em nói như này. Đấy, và bây giờ bắt đầu mình cũng cài cái này vào và mình nói chuyện với anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cắm thử nhá các bạn xem nhá. Đây, dây trước mặt đây. Đây, edit luôn hai anh em. Đây, vào luôn. Mình sẽ cài vào đây. Đây, mời anh Nghĩa nói chuyện trao đổi tí. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang sử dụng một phần đầu mic, và anh của mình đây đang sử dụng một phần đầu mic. Có nghĩa là khi sử dụng bộ SK750 hai mic này thì quý anh chị và các bạn có thể là phỏng vấn được hai người, rất là tiện lợi luôn. Rồi. Đấy, rung cây gọi là rung cây dọa khỉ. Anh em có thấy cái tiếng lá này vào micro không? Đấy là kiểm chứng này. Hoặc là mình đập cái đôi dép này này cho anh em xem này. Đây. Anh em này, nếu mà bình thường các bạn nó nghe thấy tiếng micro có tiếng ở trong đấy không, nhưng đây là tiếng micro đấy anh Nghĩa. Bây giờ nhá, mình sẽ làm một cái minh chứng rất là cụ thể. Hey, em xin chào anh có nghe em nói không? Đấy, các bạn nghe thấy cái khoảng cách của mình Nghĩa nói chuyện không, và cái khoảng cách mà bây giờ các bạn làm phỏng vấn ở trong clip bây giờ đang là như vậy đấy. Đấy, ví dụ như tiếng xốp này chẳng hạn này. Đây, tiếng xốp này. Đấy, bình thường các bạn nghe thấy tiếng xốp không? Đây, đây chính là tiếng xốp. Đấy anh em. Đấy, Nghĩa thử hô một câu đi xem nào. Alo đi. Alo, 1, 2. Đấy, chào mọi người luôn nha. Đấy, đấy chưa? Hey. Ok chưa? Đây mình đang nghịch tiếng xốp cho anh em nghe. Ok. Chào mọi người. Đây mình đấy, đang đi khoảng cách khá là xa, tầm khoảng 10 mét hơn nha mọi người. Ok chưa anh em? Clip. Anh em mà xem đến đây rồi thì nhớ cho tôi và anh Nghĩa một lời bình luận, hay không hay thì cho tôi và anh Nghĩa một lời bình luận ở dưới này nhá anh em nhá. Xin chào anh em.